đặc biệt là chào những bạn đang học môn trang trí màu. Đối với hình tròn thì ngay lúc này là một hình mà mình thấy có quá nhiều cái để mà mình nói. Đây là một dạng hình vô hướng này. Bạn có thể áp dụng rất nhiều cái phương án bố cục khác nhau, mà các bạn hoàn toàn có thể áp dụng phương án này là đối xứng tự do trên hình tròn. Ngoài ra mình sẽ giới thiệu các bạn cách nữa. Thì trước mắt thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua cách đối xứng trên hình tròn. Tại vì sao mình phải hướng dẫn sơ qua? Các bạn cũng biết là cái hình tròn nó nằm trong hình vuông. Nếu mình áp dụng cái phương án mà đối xứng á, thì nó sẽ gặp vấn đề, đó là nó thiếu cái khoảng này này. Vậy thì các bạn khi chia, các bạn đừng lấy hình vuông mà chia theo, mà hãy chia theo hình tròn. Nghĩa là cái bề ngang của hình tròn này hãy chia theo nó, bề dọc của hình tròn chia theo dọc hình tròn. Tiếp tục chiều cao này nè, bạn chia tiếp tục cái này ra bằng nhau, ngang cũng bằng nhau và ngang thẳng. Như là lúc đầu mình có nói là các bạn nên bố cục bằng bằng đường chéo, mà các bạn bằng hai đường chéo, tức là họa tiết của mình sẽ nằm trên hai đường chéo như thế này, chứ đừng để trên trục dọc và trục ngang, nó sẽ làm bố cục mình bị ứ động. Bởi vì cái hình tròn nó thiếu cái khoảng này này, nó khuyết khoảng này này, cho nên mình không thể nào mà mình chừa giống như là cái cũ nữa. Thành ra cái đoạn này các bạn hãy chia đôi từ tâm tới cạnh ngoài, bạn chia đôi lại, bạn chia đôi, bạn chia đôi. Mình chia trục này ra để mô phỏng các bạn nhớ lại cách bố cục đối xứng thôi. Khi mình chia đôi như thế này á, thì đây cái điểm chia đôi này sẽ là điểm mà các bạn đặt họa tiết vào, nghĩa là nó sẽ đặt hướng vào trong một xíu. Nhưng đối với hình tròn thì nó là bằng nhau, đoạn này bằng đoạn này. Một điểm lưu ý là các bạn phải chia khoảng thở cho cái phần trọng tâm, cho nên ngay từ phần chia đôi này giữa này, các bạn chia ra 3 phần. Thì phần bên trong này nè, 1, 2, 3. Cái khoảng này này sẽ là khoảng thở của bên trong. Các bạn muốn chia mảng gì đó, hoặc là cái phần đó sẽ là phần mà các bạn muốn một phần họa tiết chính đưa vào trong cũng được. Tuyệt đối là đừng để họa tiết chính của bạn lắng vào trong quá nhiều nha. Đặc biệt là không để chạm vào cái tâm này nè. Rồi, ngoài ra từ phần giữa, tức là cái phần mà trọng tâm họa tiết đó, các bạn nên nhớ rằng chúng ta còn chừa một khoảng để các bạn tạo đường viền nữa. Thì cái quy tắc mà tạo đường viền cho hình tròn á, thì nó hoàn toàn là không ép buộc. Có nghĩa là bạn thích vẽ một đường viền bên ngoài cũng được, hoặc không cũng được. Nếu không có thì các bạn hãy dùng các mảng, mảng chuyển á, các bạn chặn hình lại cho cái hình tròn này, nó đừng có tạo cảm giác là nó bị trống trơn bên ngoài quá. Cái khoảng này các bạn chia đôi ra, thì cái phần chia đôi tiếp theo này sẽ là phần giới hạn ngoài cùng của cái tỷ lệ của họa tiết chính của mình. Cái khoảng này nè sẽ là độ dài giới hạn của họa tiết chính. Nếu nói là độ hàng dài giới hạn, nghĩa là giới hạn tại đó thôi, các bạn có thể vẽ nhỏ hơn một xíu, vì cái đó phải tùy thuộc vào cái dáng dấp của họa tiết các bạn đưa vào nữa. Tương tự như là cái bên này, cái chu vi này chính là giới hạn bề ngang, nghĩa là họa tiết chính của mình á chỉ nằm gói vào trong này thôi, đặc biệt là đừng để chạm cái trục dọc này là ổn rồi. Rồi cái ví dụ thứ hai, cái này có nghĩa mình thấy là khá là thú vị này. Nghĩa là mình đặt bố cục cũng kiểu đối xứng như thế này, nhưng mà mình sẽ cho nó xoay. Nếu các bạn muốn sắp xếp bốn họa tiết thì ngay cái khoảng này nè,
mà mình có được là mình chia ra này sẽ là 4 vị trí mà mình đặt họa tiết vào. Thì cũng tương tự như là cái trục chéo thôi, cũng tương tự cách chia, cũng chia đôi, cũng chia ba để tìm khoảng tâm ra, cũng chia đôi và để tìm cái khoảng ngoài ra. Thì nó chỉ khác một xíu là họa tiết của bạn á, thì mình sẽ vẽ một cái hình tròn bên trong mô phỏng, nó sẽ xoay nha. Họa tiết bạn này bề ngang này giới hạn là trong khoảng này, xoay theo hình tròn tạo cảm giác xoay vòng. Thì mình khá là thích với bố cục này, nó tạo cảm giác chuyển động cho bài. Nếu các bạn chọn một hướng từ phải qua trái đi, thì trong bài bốn họa tiết các bạn sẽ đặt hướng giống nhau. Đấy, thì nó tạo cảm giác xoay cho bài. Hoặc là các bạn có thể đặt hướng ngược lại. Còn nếu các bạn muốn đặt họa tiết ba thôi, tức là chỉ có ba họa tiết thôi, thì các bạn hãy chia ba ra bằng nhau, giống như chia ba của cái hình tam giác đều này nè. Cái phương án chia ba này thì nếu như các bạn áp dụng cái kiểu bố cục mà họa tiết hướng tâm, có nghĩa là họa tiết đưa vào tâm như thế này á, nó sẽ không đẹp, tại vì khoảng trống quá lớn hai bên. Theo mình, nếu các bạn muốn để họa tiết ba họa tiết ba con, ví dụ ba con vật nào đó đi, thì các bạn nên theo phương án này là xoay theo tâm đó. Tâm ở đây các bạn cũng chia đôi ra, thì cái đoạn đôi này nè, ngay điểm này sẽ là phần đặt họa tiết. Các bạn điều chỉnh dáng to nhỏ sao cho phù hợp, đừng để quá to mà cũng đừng để quá nhỏ. Và các bạn xoay thì chúng ta có ba miếng hình rễ quạt như thế này, thì trong cái này sẽ là phần chữ họa tiết. Cũng tương tự như là bốn họa tiết thì các bạn theo chiều, nếu mà phải qua trái thì phải qua trái luôn hết cái hình này, còn nếu mà ngược lại thì ngược lại hết. Còn một cái nữa đó là bố cục tự do của hình tròn, các bạn cũng chia ba phần ngang bằng nhau. Khi mà tính người ta không tính cái nhỏ nhỏ bên ngoài, các bạn hai miếng thì lại lớn này bằng nhau và chia dọc bằng nhau, có nghĩa là tính lấy bán kính đó. Các bạn sẽ có bốn điểm vàng. Thì cách đặt họa tiết chính trong bốn điểm vàng này thì các bạn hãy quay lại bài đầu tiên là bố cục tự do của hình vuông, thì cũng tương tự thôi, mình sẽ chọn một trong bốn điểm này làm vị trí mà mình sẽ đặt họa tiết chính vào bài. Đây là bốn phương án mà mình muốn hướng dẫn các bạn cách đặt bố cục cho một cái dạng hình bài mà nó có hình tròn. Các bạn có thể tham khảo và áp dụng vào bài của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái hình ngũ giác. Thật trùng hợp ha, mình đặt cái ngũ giác ngay vị trí thứ 5 luôn, 1, 2, 3, 4, 5. Thì trước mắt mình sẽ vẽ hình ngũ giác ra trước. Nó có 5 cạnh thì những cái cạnh này á, các bạn hãy chia đôi ra bằng nhau ha. Mình sẽ chỉnh cái này cho nó vặn ra xíu. Những cái điểm chia đôi của cái cạnh á, các bạn hãy nối vào các góc đối diện với nó. Ví dụ điểm này nó đối diện với góc này, thì các bạn hãy nối lại với nhau tạo thành đường thẳng. Tương tự với các điểm và góc còn lại, góc này cũng sẽ nối với điểm đối diện bên này. Các bạn nối cho hết nha. Các bạn để ý nè, có hai điểm đối nhau đấy, cùng chung một góc, thì hãy nối lại các điểm đó.
chúng ta có 5 phần hình tam giác lớn như thế này. Nhưng mà nhiệm vụ mình là cần phải phân chia ra vị trí của cái nhóm họa tiết và cái phần trung tâm như thế này, các bạn phải chia ra. Cho nên từ vị trí này hãy chia ra 3 phần bằng nhau. Lưu ý các bạn là khi các bạn đặt họa tiết đó, các bạn nên đặt vào cái vị trí mà nó có góc như thế này, đừng nên đặt vào góc giữa, ví dụ góc này sẽ không đẹp. Cho nên mình đã chia là chia trên cái thanh mà nó có góc chứ không phải là thanh nó hay đây ha. Một hai ba, tương tự cạnh ngang chúng ta cũng sẽ chia đôi ra và các bạn phải nối vị trí này tới vị trí thứ hai mà các bạn đã chia ba thì các bạn có được hình tam giác như thế này. Thì đây chính là vị trí mà các bạn đặt họa tiết chính vào. Mình cũng sẽ nối hết luôn và sẽ tô đậm để cho các bạn dễ theo dõi. Có 5 vị trí và 5 tương ứng với 5 họa tiết các bạn sẽ đặt vào. Tất nhiên là cái khoảng mà chúng ta chỉ ra ở giữa sẽ là cái khoảng trống mà để các bạn tìm mảng chi cho mảng phần trung tâm. Cái phần còn lại bên ngoài sẽ là họa tiết phủ góc. Tương tự như bên này mình cũng sẽ tên là số 1, đây là họa tiết trung tâm này. Cái vị trí số 2 này nè, họa tiết chính của chúng ta. Cái vị trí số 3 là vị trí mà các bạn đặt họa tiết phụ. Và tương ứng cái vị trí xen kẽ này nè, chúng ta sẽ đặt họa tiết phụ. Thì đây là mình đã phân chia các vùng chính phụ, các tỷ lệ để các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có vẽ mà gặp cái dạng hình có ngũ giác, hình ngũ giác thế này, các bạn có thể chia ra như là trong cái mình video mình hướng dẫn. Hy vọng là các bạn sẽ làm được, không còn phải gặp rắc rối nào về cái hình này nữa.